Cá lồng lên nhỉ? Cá lồng cao, lồng là chín linh. À thế à? Thế là mua để tặng người yêu đấy. Con thanh niên mua tặng người yêu. Hay. Ông trẻ con là thích chơi. Trẻ con thì chơi hay kìa. Chú Bạch. Chú Bạch nghe hiền. Nó kìa mà. Chú này chỉ để làm kinh nghiệm các bạn. Bán, nuôi, nuôi, nó có đẻ ra kiểu. Đẻ như thế này nó. Chắc là không được. Nếu mà nó đẻ sai như chúng mình ấy, thì nó ngoài ngoài được nhiều lắm rồi. Thì người ta mua về xong kiểu gì nó không ra. Nó đẻ được đâu. Rất hay nhở. Đấy, thế là cứ chạy vòng tròn kia được. Về cho nó ăn cái gì bóng khơ à? Ăn cơm 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 c